Nhưng tôi cũng nói sơ qua cho các bạn cái bài này nó nhẹ nhàng đối với các bạn rồi. Bài này không có gì mà nó dễ thuộc, dễ học lắm. Phổi thì chúng ta có hai cái phổi. Cái hình nón nè, trên là đỉnh phổi với là đáy phổi, có mặt trong rồi mặt trước ngoài là mặt ức sườn ha. Mặt là mặt mà nó sẽ liên quan với là cái xương sườn. Bờ thì nó là có bờ trước của phổi, còn cái bờ này chạy vòng quanh cái đáy phổi thì gọi là bờ dưới của phổi. Nè, đỉnh phổi nó nhô lên phía trên so với xương đồ, cao hơn xương đồ. Đáy phổi thì nằm lên trên cơ hoành, cho nên cơ hoành nó lồi lên trên thì đáy phổi nó cũng sẽ lõm. Mặt trong nó quay vô tim á, ta gọi là mặt trung thất. Mặt trung thất, mặt vào trung, nhìn vô trung thất. Mặt ngoài là cái mặt mà nó ấn với lại xương sườn, nó ứng với xương sườn với xương ức, hai bờ, bờ trước và bờ dưới. Rồi bao nhiêu đó thôi ha, mặt cái hình thể ngoài của phổi. Thì phổi phải nó có cái khe, hai khe là khe chết và khe ngang, nên phổi phải nó có ba thùy, thùy trên, thùy giữa và thùy dưới. Còn phổi trái có một khe thôi ha. Thì chia phổi trái thành hai phần là thùy trên và thùy dưới. Thì mặt trước của phổi chúng ta sẽ thấy có những cái vết ấn nè, do các cái xương sườn nó ấn lên. Cái quan trọng giữa hai phổi, cái thành phần mà quan trọng mà khác nhau là mặt trong. Mặt trong thì nó có rốn phổi, thì qua cái rốn phổi nó có động mạch phổi đi vô, tĩnh mạch phổi đi ra, và cái phế quản gốc hay là phế quản chính, không khí thì đi vào đi ra. Ngoài ra thì cái thần kinh của phổi hay là động mạch mà nuôi cái phổi đó là mạch phế quản, cũng đi qua cái rốn phổi thôi đó. Thì mặt trong của phổi các bạn về các bạn đọc trong sách, đọc trong sách đọc nha, các thành phần mà tiếp xúc ở mặt trong của phổi phải rồi phổi trái, là phổi phải nó có cái gì, phổi trái nó có cái gì ấn vô á đó, là để đọc nha. Ví dụ đây là mặt trong của phổi trái nè, thì các bạn lưu ý cho tôi nè, thì cái rốn phổi trái này nè, coi cái liên quan, đây là phế quản gốc hay là phế quản chính á, thì cái tĩnh mạch phổi màu đỏ đó nó nằm một cái là phía trước, cái phía dưới so với cái phế quản. Còn cái động mạch phổi là cái màu xanh hay màu đen á, tại vì động mạch phổi là dẫn máu chứa CO2 mà, thì nó nằm ở phía trên so với lại cái phế quản. Và ở mặt trong cái phổi thì cái mõm tim với lại cái mặt trái của tim nó sẽ ấn vô đây nè, cho nên cái chỗ này ta gọi là cái hố tim, nó nằm rất là sâu. Còn các cái thành phần ở đây nó có hai cái lá của cái màng phổi, nó chập lại đây ta gọi là cái dây chằng phổi. Thì cái dây chằng phổi thì nó không có nằm vô, nó không có đi qua cái rốn phổi đâu, nó nằm dưới đây. Và các cái thành phần này nè, các cái ấn này, ấn này, ấn này, cung mạch chủ rồi này nọ đó, tĩnh mạch đơn gì đó, tĩnh mạch bán đơn gì tôi không biết, các bạn về quan đọc cho tôi. Mặt trong của phổi trái có những cái vết ấn gì đó, cái này trong sách nhớ nhau hết rồi, các bạn về đọc thôi. Nhớ cái liên quan giữa cái phế quản và động mạch phổi, tĩnh mạch phổi ở rốn phổi trái. Này trong sách có nha các bạn. Này trong sách có. Muốn chụp là thì chụp. Giờ phổi phải các bạn nhìn nè. Cái phế quản đây ha, thì cái động mạch phổi lúc này nó không nằm ở phía trên đâu, mà nằm phía trước so với phế quản. Còn tĩnh mạch đó thì nằm trước nữa bằng cái nằm ở dưới nha. Và cái bên phổi trái thì ta không dùng cái từ phổi phải, ta không dùng cái chỗ này thôi, không cái hố tim, mà ta dùng ấn tim thôi, tại nó không sâu. Ấn tim, đây là các cái thành, các cái vết ấn của các cấu trúc ở trong trung thất mà nó ấn lên trên cái mặt trong của phổi. Cái này trong sách có nha, chỉ cho các bạn hết luôn, quan trọng là phải thuộc thôi.
Rồi. Có cần coi lại không? Coi lại in vô trong đầu đi. Rồi. Bây giờ cái màng phổi nói, nghe, hiểu là làm bài được nha. Bây giờ các bạn lắng nghe là chủ yếu, tôi nghĩ cái này nói là các bạn nghe, các bạn hiểu là làm bài được rồi. Thì cái màng phổi của chúng ta đó, nó có giống như cái màng ngoài tim, mà cái lớp mà gọi là ngoại tâm mạc, thanh mạc vậy đó, không kể cái lớp sợi. Thì cái màng phổi chúng ta y vậy đó, nó sẽ có lá thành ở ngoài và lá tạng nằm sát trên bề mặt của phổi. Thì giữa hai lá đó là ta gọi là khoang màng phổi, khoang màng phổi hay là ổ màng phổi cũng được ha. Thì cái ổ màng phổi là cái khoảng nằm giữa lá thành và lá tạng. Thì lá thành lá tạng nó sẽ gặp nhau như thế nào, nó liên tục nhau như thế nào? Thì cái chỗ liên tục là ngay chỗ cái rốn phổi á, và chỗ mà chập lại á, ta gọi là dây màng phổi nãy nói. Nhưng cái màng phổi tạng các bạn nhớ là nó nằm sát vô mô phổi, và nó khi nó đến cái khe giữa hai cái thành phổi, nó cũng chen vô đó luôn, nó đi vô trong cái mặt gian thì luôn nha. Còn màng phổi thành á thì nó dễ lắm, nó nằm ở sát cái thành ngực, cái chỗ mà nó áp sát vô cái thành ngực á thì ta gọi nó là màng phổi sườn. Còn dĩ nhiên là nó không thể nào mà bá ấy, nó còn cách cái khoảng cái mô liên kết, cái thành ngực một cái mô, cái lớp mô liên kết ta gọi là cái mạc nội ngực, là cái mạc, cái phần mà cái mô mà nằm giữa cái thành mặt trong thành ngực, là cái màng phổi thành. Còn cái màng phổi cũng là màng phổi thành, nhưng mà nó lót ở mặt trên, có nằm ở mặt trên cái hoành, ta gọi là màng phổi hoành. Màng phổi hoành là phần màng phổi thành nằm trên cơ hoành. Như vậy có phải là cái đang màng phổi sườn này nó đang là mặt phẳng đứng, đúng không? Còn màng phổi hoành là nó mặt phẳng ngang. Vậy là hai cái hướng mặt phẳng này nó khác nhau rồi. Nhưng mà nó liên tục, nó liên tục mà. Thì vì nó liên tục như vậy, thì khi nó đổi hướng như vậy, một cái tấm giống như tấm vải chúng ta đang để vậy, chúng ta đổi hướng như vậy thì nó sẽ tạo nên cái góc. Thì cái góc giữa hai mặt phẳng được gọi là góc nhị diện, đúng không? Góc nhị diện là cái góc mà tạo bởi hai cái mặt phẳng khác nhau ha. Thì cái góc đó đó người ta gọi là ngách, ngách màng phổi đó. Các bạn tưởng tượng như giống như cái nhà của mình á, cái trong cái phòng của mình á, thì chúng ta lấy một cái miếng vải, chúng ta treo lên cái tường, cái phủ xuống cái nền nhà, thì cái phần mà áp lên cái mặt tường đó người ta gọi là coi như là cái màng phổi ở thành ngực đi, là màng phổi sườn đi. Xong khi tới cái chân tường á, tới chân tường, tới cái nền nhà, xong nó còn một trải rộng theo cái nền nhà luôn, thì cái phần mà trải trên nền nhà đó thì coi như là trải trên cái cơ hoành, thì cái phần đó gọi là màng phổi hoành. Như vậy thì cái phần cái miếng vải mà nó, cái chỗ mà nằm giữa cái trên tường với lại giữa cái nền nhà đó, thì nó nằm sát cái chân tường, đi dọc theo chân tường đó, đúng không? Thì ta gọi là cái ngách màng phổi. Như vậy ngách màng phổi là cái gì? Là chính là màng phổi thành, chính là màng phổi thành mà giữa hai cái phần của màng phổi ha. Nó là giữa hai cái mặt phẳng khác nhau. Như vậy khi nói cái ngách màng phổi là không nói gì tới cái màng phổi tạng cả, chỉ là màng phổi thành thôi. Đây thì đây là cái màng phổi được không ạ? Màng phổi thành, cái chỗ này là nằm trên cái cơ hoành nè. À, thì cái chỗ này đây, cái ngách đây, ngách màng phổi đây. Còn cái chỗ này mà là nó khi mà cái màng phổi thành, màng phổi tạng nó gặp lại với nhau nè. À, ta gọi là dây chằng phổi nè. Thì để cho thấy rõ thì chúng ta tưởng tượng là chúng ta theo cái đường chỉ của cái trỏ, con trỏ này nha.
Thí dụ như là cái màng phổi chúng ta là màng phổi tản áp sát lên cái mô phổi, cái bề mặt của phổi này, nó chạy giáp hết, đây là cái phổi cắt ngang chạy giáp hết, xong nó đến rỗng phổi. Nó đến rỗng phổi thì nó gặp các cái thành phần của rỗng phổi, mạch máu rồi phế quản rồi, thì nó đâu thể xuyên qua được, bắt đầu nó quặt ngược lại, nó quặt ngược lại. Thì cái chỗ mà nối tiếp giữa cái màng phổi thành nó quặt ngược lại á, thì nó đi ra ngoài, nó tạo thành cái màng phổi thành. Vì cái chỗ mà quặt lại nè, nối tiếp giữa thành và tạng này, thì cái chỗ này ta gọi là dây chằng phổi. Đây. Ha, đây cái mặt này là người ta vẽ có cái chiều sâu xuống, còn đây là mặt phẳng cắt ngang. Cho nên cái dây chằng phổi là cái phần mà tiếp giáp giữa màng phổi thành và phổi tạng là đây, và giữa màng phổi thành và phổi tạng cái khoảng màu đen đen, ta sơn màu đen đen thì đó là khoang màng phổi. Ha. Và đây là cái quả tim. Thì màng phổi này ta gọi là màng phổi trung thất nè, màng phổi này ta gọi là màng phổi sườn nè, và màng phổi ở dưới này trên cái hoành này ta gọi là màng phổi hoành nè, và ngách màng phổi là chỗ này là một chỗ nè. À, rồi cái chỗ mà giữa cái phần sườn với lại phần cơ hoành này nè, thì cái ngách ta gọi là ngách sườn hoành đó, cái chỗ mà nó đi mà ở tư thế đứng là nó nằm thấp nhất đó, cho nên nếu mà có dịch trong khoang màng phổi thì nó sẽ động ở đó. Cái từ đỉnh màng phổi, cái từ đỉnh màng phổi là cũng là thuộc màng phổi thành, nhưng mà nằm ở trên cao nhất nha, ở chỗ đỉnh phổi. Đỉnh màng phổi cũng chính là màng phổi thành thôi, mà nằm ở trên đỉnh phổi thôi. Màng phổi trung thất là cái chỗ nãy là mặt ở trong của cái phổi, đúng không? Phổi trung thất thì với lại màng phổi tạng ở mặt trung thất nó rác áp rất là sát nhau, tại vì cái tim nó nằm ở đó rồi, nó hai thằng này nó ép lại nhau. Ngách màng phổi ha, ngách màng phổi là có ngách sườn hoành, ngách sườn trung thất. Ngách màng phổi là cái góc vị diện tạo bởi hai phần của màng phổi thành. Nó thay đổi cái mặt phẳng là nó thay đổi cái hướng mặt phẳng là nó tạo nên cái ngách, hay là cái góc vị diện đó. Đó, đây là ví dụ màng phổi sườn dựng đứng vậy, tới màng phổi hoành nó nằm theo cơ hoành mà, thì cái góc này nè nó tạo cái góc ngách màng phổi đó. À, ngách màng phổi đó, cái màu vàng vàng đó, ngách màng phổi là thuộc màng phổi thành. Và trong cái khoang màng phổi này á, nhớ nè, trong khoang màng phổi này á thì nó không có dịch, nguyên tắc nó không có dịch, không có máu, không có không khí. Giờ mà nó là một khoang kính kính, còn cái dịch mà một cái lượng dịch rất là nhỏ để cho hai cái màng phổi nó trượt, như nó không dính vào nhau, nó trượt vào nhau dễ dàng đó, thì không tính. Nguyên tắc là nó không có dịch, không có máu, không có không khí. À, và nó kín thì bên trong áp suất bên trong của nó là áp suất âm, có nghĩa là nó phải nhỏ hơn áp suất khí trời. Áp suất khí trời là một atmosphere đó, thì nó phải nhỏ hơn. Do đó khi mà cái thành lá thành của màng phổi nó lỡ nó bị thủng thì đương nhiên là không khí đi từ ngoài đi vô khoang màng phổi, và nó sẽ đè vô cái phổi, làm cho cái phổi không có giãn ra được, là người ta sẽ rất là khó thở, phổi không giãn nở được mà. Thì đó là tình trạng là tràn khí màng phổi. Nếu như nó thủng là bắt là đương nhiên là nó phải đi vào, không khí phải đi vào, và áp suất ở bên ngoài lớn hơn mà nha. Do đó lý do tại sao mà những cái vết thương thành ngực là cái điều quan trọng nhất là phải che kín được cái vết thương. Thứ hai là khi người ta dẫn lưu khoang màng phổi, tại sao mà người ta lại dẫn lưu kín, không bao giờ để cái ống mà nó thông với bên ngoài, trong khi dẫn lưu ổ bụng chúng ta thấy là có thể ra đưa ra cái bình hay là cái bịch ni lông cũng được, cái bịch mà cái đầu ống ở ngoài đó, không cần phải quan trọng quan ấy bịch kín gì cả. Trong khi là dẫn lưu khoang màng phổi Sivona đó là bắt buộc là phải đưa vô cái bình kính. Còn nếu mà để hở thì không khí sẽ đi vô, trở vô. Đó là lý do tại sao cái dẫn lưu, tại sao mà áp suất trong khoang màng phổi, tại sao có hiện tượng tràn khí màng phổi, tại sao phải xử lý cái vết thương thấu ngực là phải xử lý như thế, là để không cho không khí đi vô. Rồi cái chuyện mà thở thích thở này thôi thì không cần nói nữa. Ok. Đó là bài hôm nay, thì có các bạn nào hỏi gì đây?
quanh trung thất. Ngách quanh trung thất là cái màng phổi trung thất nó thẳng xuống rồi xong nó đi qua cái cơ lót qua đến cái phần cơ hoành, gọi là mắt ngách quanh trung thất, là giữa hai, giữa cái phần màng phổi trung thất màng phổi hoành. Nhưng mà cái này nó không ý nghĩa lâm sàng á, là bởi vì cái ngách này nó cái ngách sườn hoành người ta lưu ý nhiều nhất, là bởi vì nó cái cơ hoành khi nó ra ngoài nó xuống thấp, do đó cái ngách sườn hoành á, là thấp nhất, cho nên cái dịch mà nó có lượng ít á, thì người ta coi cái ngách sườn hoành là thấy nó rồi. Rồi, có hỏi gì không? Lớp này lớp chuyên khoa 1 hả? 200 mấy chục người luôn hả? Học gì dữ vậy? Rồi, giới hạn bài chưa giảng là bài gì? Bài gì cũng cái chỗ mà những cái gì mà không có nói đây mà trong sách có nói á, thí dụ như cái giới hạn của cái đường đường ngách trước, đường ngách giữa, đường ngách sau, với lại cái ngách màng phổi đó, các bạn đọc xem trong sách đây các bạn, cái đó là không có cho, không có đáp án phải theo đúng trong sách đó. Thì phổi là để trong thì phổi thì hỏi cùng lắm, mà nó hỏi phổi phải có bao nhiêu phổi thì trên phổi phải có bao nhiêu phân thì trên, thì giữa, thì trái, mỗi cái cuối cùng nó ra 10 hết cái phân thì, đúng không? Thì người ta sẽ hỏi rất là dễ, cái hình thể trong nó hỏi rất dễ là có bao nhiêu phân thì ở mỗi thì, các bạn thế thôi. Hệ thần kinh trung ương, hệ thần kinh trung ương, hệ thần kinh trung ương, thần kinh trung ương nó có bài mà ta, giới hạn nhiều quá anh chị, học nhiều mà ai, mình học nhiều hơn ta, mình giỏi hơn, mình thi mình mới loại người ta được thần kinh trung ương đâu có nhiều đâu. Tỷ gai là cái phần tỷ sống, là chỉ có hình thể ngoài hình thể trong. Bài này rất ngắn, bán cầu đại não, đâu có học mấy cái chỗ mà gan não, trung não gì đâu. Bán cầu đại não mà có mấy thì hình thể ngoài thì có mấy cái rãnh, mấy cái khe thôi. 12 kinh sọ, 12 kinh sọ chắc khó nè. 12 thần kinh sọ, cái phần khó nhất là cái phần nguyên quỷ thật, là nó nằm ở đâu trong não đó, các cái nhân á là phần khó nhất. Thì thôi ha, thôi cho qua. Còn nguyên quỷ hư là cái phần nó xuất hiện ở những cái rãnh nào ở trên não đó, thì dễ thì các bạn học cái chức năng của nó là phải học. Thí dụ như thần kinh mặt thì vận động cơ bắp da mặt thì là chi phối các tiếng nước bọt như nào nào đó, phải học cái đó ít. Mà màng não dễ, mà màng não mạch não cũng ngắn. Như vậy thần kinh sọ chúng ta bỏ cái phần nguyên quỷ thật là cũng khá là nhiều rồi đó các bạn, được chưa? Được rồi ha. Phần thí dụ thì phổi này nọ, thì làm ơn trong sách có cái bảng luôn, có tên. Màng tủy, mạch tủy. Có chứ, màng tủy, mạch tủy, mạch 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 máu của não tủy, màng là màng não tủy mà. Các bạn tưởng tượng thi trắc nghiệm mà phải học nhiều, học nhiều như vậy mới đủ được cái phủ được cái nội dung chương trình. Hôm nay là thứ năm, còn bài gì nữa ta?
còn hai buổi nữa. Còn một bài ba buổi hả? Bài ổ bụng thần kinh thôi ha. Bài phúc mạc thì học chứ sao? Động mạch phổi thì học, tĩnh mạch phổi thì khỏi. Bài phúc mạc thì thầy dạy tới đâu học tới đó đi. Phân thì á, phân thì các bạn đọc trong cái sách bài giảng giải phẫu học tập 2. Tại vì các bạn nhiều miền quá, các bạn nhiều nhiều khi tài liệu nhiều quá, có sách ở ngoài Hà Nội nhiều khi viết hơi khác á. Bên và giữa thì đúng hơn. Hạn bài còn lại thì giới hạn sao nữa bây giờ? Tôi đề cương thì mấy thầy già. Bài động mạch cảnh ngoài các nhánh chia từ động mạch hàm dưới, động mạch hàm chứ làm gì có động mạch hàm dưới. Mạch mắt có học. Có học động mạch cảnh ngoài các nhánh bên có học. Và dưới nhánh của động mạch cảnh ngoài, ví dụ các nhánh của động mạch hàm là cũng có học nữa đó. Rồi. Còn vấn đề gì nữa không? Mọi người đang ở nhà hay chuẩn bị đi?